Hello, chào cả nhà. Nay mình làm nhà cho em mình nha. Nâng cột lên nè. Đây là cái thông cái này nha. Đó, giờ nối mấy đầu cột còn lên đó phải không? Đó. Mấy cột đó, nối lên rồi giờ mai mới đổ đào được, giờ có 2 mấy triệu rồi, bây giờ nghỉ nhậu. Mời nhà nhậu chung nha. Đây là chiến tược đá cát. Máy móc mới rửa cái chát luôn nè, rửa nhẹp nè. Đây nè, chuột khìa, cá lóc nướng nha. Đây là mắm kho, ít ít này ít đấy vậy, chiên mắm vậy, chiên mắm. Không. Có đá cái vô nha, cái vô không bấm với cục già nè, treo tép lê cà nâu hôm qua cái ruột thìa ít chiên mắm nha, ít ít chiên mắm cá lóc kia nha, bếp lạnh á, để dưới đó. Má cái mai trồng chết uống rồi kìa. Chết thằng nhỏ mẹ đi. Chết chưa tài chết luôn kìa. Còn lắm không? Chết rồi, giờ cổ luôn. Chết rồi. Qua được nắng. Bông lan mày trồng đi. Có là bông mày. Lên rồi. Bông có lan thấy gì đó. Lan đó giờ khỏi tưới cũng sống nó trên ngọn cây á. Người ta lấy một cái ly một thôi, ta uống một ly thôi, uống chi nhiều. Ướp lạnh mà uống chai đi. Ướp lạnh uống chai đi. Gì cái ly chi? Dịp bớt đi, cũng một ly đi. Không còn chín ly thôi được rồi. Cãi đi sao đâu. Rồi. Hui. Ngồi ai hui, có nổi. Cái đâu có ai xé cái quần này vậy? Gách nãy giờ mà. Đang đổ mất cái ngồi xé quần mày. Ai xé? Mày ngồi mày đụng mày giỡn mà. Mày cầm gì ăn đồ mày? Chấp giờ mày ăn đồ á, tao thiệt. Rồi nó gách, tại nó bị gách. Nó giỡn thôi đó đó. Đây kỳ quá. Không biết được rồi. Ông trai ông làm chút hết lạnh đó. Thì để cho ông đi lắm. Để đi xuống ốp lại. Bỏ lại cho. Mày cho mày xé quá. Nhậu cái nhà đi. Mời cái nhà nhậu chung nha. Hỏi à. Ít chiên không? Chơi với em hay phát. Rút. Chơi gì? Ai biết? Chơi bắt tuột là chơi gì? Tuột là gì? Trong đời đó thì tao chưa biết cái bắt tuột là gì hết. Bức tượng. Bức tượng là cái gì? Bức tượng. Bức tượng. Bức tượng là gì? Chơi bức tượng mà bức tượng đâu mà vừa nắng bức tượng sao? Đứa im, đứa im giải tượng á, nó muốn ta chân sao sao. Mà hết thật.
ăn ớt được ăn đi. Bà ơi, con chào chị ngon kìa. Ăn mà không được luôn hả? Quá đắng rồi. Mới vui đi mà đắng nhét mà. Trời ơi nó lạnh tê luôn á. Lạnh tê mà đắng đâu. Ừ. Cái chai không mà nó toàn nó nhét luôn á. Lạnh này lạnh tê luôn rồi đó. Nó qua uống thử miếng này. Cái em vậy vậy. Tại cái hậu bia nó vậy mà. Không có lạnh. Ơi này hết lạnh rồi mẹ ơi. Ừ, không có lạnh luôn á. Mình đâu có lạnh nhét à. Đưa chai vô ngâm lạnh nè. Đâu mới vui đây lạnh liền. Okay, nên nếu này ra. Cái thằng phố mà nếu ra té nhưng mày. Còn ở đâu? Ớt thì cay á. Ồ, người ớt cay cay lắm. Đây nè, cho anh ăn đây nè. Ăn cũng không? Bóp à. Ừ, quên nó găng đó. Không ăn được không? Ớt cha mày. Lạnh tê luôn, ê găng luôn mày. Trời uống ê găng luôn. Ừ. Cho nó lạnh xuống đi. Mới khui ra á. Chắc trời chắc nãy. Ồ, cha này lạnh ghê ra. Ừ. Bây giờ. Ê găng luôn á. Lẹ vậy? Lợi. Lạnh. À, ừ, cái này lạnh à. Em để trôi sao? Mưa mới vui đây mà. Nhà đá nè. Em vợ của bà. Đá nè. Ai đã nước nhận hả? Wow. Hai người hốc đi chứ trời ơi. À. Đâu có được. Làm tại vì hai mấy tôi uống vậy rồi mấy ông còn ngồi đó. Lên xuống làm vàng chứ. Ừ. Ba vui to đi rồi. Ba vui của bà quả. Hôm nay sớm rồi về lấy nhậu được. Nó thiệt quá. Tối. Không em. Đi lên nó xả luôn. Tụi nó động má. Nó gãy rồi mày. Ê, gục kìa kìa. Bay. Được. Đừng có leo. Ai kêu leo. Mấy nói con nó leo lên Thái Vũ kìa. Vũ đâu uống. Ngân hồi té rồi. Nó sáng siêu kìa uống. Gì á? Ai mặc áo dài hồi dắp giò té mẹ luôn á. Đó. Té. Đây là người hậu từ California về. Ông chạy nhanh phúc. Trời đu xe đu đu cái xe đu ngược sau ngã nó con. Dạ. Cái gan sau mà kìa. Mình đã dùng sao con uống gần hết rồi kìa. Cái này nó cái. Cái hai lạnh đã. Ba chạy hai đá được uống. Ừ. Vừa ở nhà có chứ đâu này có. Thì đâu leo được. Cây này cao, cây này cao không à. Cái nón còng hồi xưa tới giờ mà. À, anh mới đốt rồi lấy nón còng cái cao đó. Cái cao hả? Nón còng cây cao đầu đó. Cao hả? Cao mình nè. Rồi có nóc rồi đốn cao luôn. Nó dữ lắm. Đây. Coi gần đi về cho có không mày. Nhấp vô đi. Bạn nhấp luôn à. Nấp luôn đi ăn thôi vậy. Ừ. Mắm nào? Đấm 10 bữa rồi, 15 bữa rồi có cá. Có bự. Cho mà đi. Đó là cầm tay rung ta lạnh tay luôn nó kêu nó úp nửa tiếng cước rồi. Chà uống nhẹ chơi chưa đâu mà uống không mà lẹ dưới tại. Mắm đây nè. Cục không mắm. Ờ đúng rồi, có tuấn hưởng á, cái nào ơi, hồi nãy đi. Khách tuấn hưởng rồi. Con nãy đi. Nãy đường nào mới có. Nãy có ướp cái sắt. Cái đây biết sao, người ta ướp tủ lạnh sẵn rồi. Cái đó, bỏ vô à. Đó. Đi kêu nó điện nước nó nữa, tiếng rồi. Hả? Kêu nó ướp sẵn. Chứ nó, thằng này nó không có ướp sẵn. Tức là ông điện cái này kêu nó trước rồi cái này. Tôi vẫn không mua, nó hư nước. Rồi mai ai uống nữa. Hư à? Bỏ tủ lạnh nó hư người ta. Tủ thời gian cũng được. Không ăn cá nữa. Tủ nó cứng rồi. Đó. Mày đừng có ăn đá nữa. Vô nhờ ơi. Chà này chạy hai là muốn tỉnh gì. Wow. Giờ con uống bia ở không à. Rồi nghe chủ nhật có nghỉ không toàn mày một nha mày một nha anh một nhắn định nha gì là đó giờ có nghỉ không nay làm lâu không hả hôm nay khởi công này còn mấy tuần rồi mà ừ.
Cô làm cũng mười mấy ngày à? Nghỉ. Người làm mấy ngày biết không? Bằng ít đi. Không có hồng gì ta, hồng hồng điện gì. Hồng điện. Ừ. Hồng điện không chị á? Tôi làm mười mấy ngày vậy đâu. Xong quá. Cái đồng hồ nước. Đồng hồ nước làm gì vậy? Ê, xì cái cốt tao che lại gãi, không ai gãi, đụng được tao. Biết coi gì thằng ấy, nó bẫy thằng ấy, nó niêm tới đấy, nó coi, nó dở lên, nó coi à. Ừ, không có nhà nó cũng dở coi nữa. Dở coi đây. Nó hồi nãy dở phân chừng một năm tờ là gì, lại thấm đi. Đụng ở bển, đùm nước nó kêu dở không? Dở gì? Kêu tao dở không? Tự dở coi chứ. Sao nó dở không nổi? Em bán lệ đại ngoài đi á, mình có coi mình coi vậy em. Nó lại nó mình ban cái nó gãy. Không có ở ngoài đi, đáng ngoài đi. Dỡ cái nắp ra luôn một cái đống gông. Rồi ngàn năm nó phỏng lấy vài trăm ngàn bán luôn ngàn năm. Phỏng. Có loại gì hay ông kia không làm hai đồng hồ hay nữa. Không có cái gì mà ông đưa vô trong đó làm hồ không quay nổi luôn. Không được. Nước mà. Không có gì mà không ấy được, từ khi là cứ đậu nó mới có mua dưới đó. Cái bánh xe của nó bằng thao bằng nhôm ha, bằng người khác. Cái đó 1 triệu một cái, gần cái đúng không? Bánh xe đó, bánh xe đó lấy cùng trăm lớn á, để bên là nó đứng đơ lại, nó hút đơ lại, nó không chạy. Còn họ ba hộ mình giờ bánh mũ không à. Ui, chạy gì trong trong trống vậy? Rồi nó nổi với lại. Găng làm gì má hoài á? Cho nó ngậm miếng rượu vô, không miếng muối vô. Nó nhỏ mà sẽ ngậm. Dục đi Phúc à, đừng nhậm đi dậm. Không có biết biết nó vậy rồi ăn, mỗi lần ăn cơm người ta mới sợ ấy cho nó để nó đóng lại. Bắt nó rồi. Vô nè. Mai chiều đi tám cho nó đi. Phúc này nó đi tám rồi, nó không bao giờ mà... Tám chưa? Ôi, giờ nó thì nhổ luôn tám làm gì? Nhổ nó còn ảnh hưởng, đụng không được đâu, tám nó lại. Ra coi được tao mà cắn nước đá. Ê nói vậy. Đi mua thuốc cho nó uống đi. Cái cây gì hỏi mà mua ngậm nhất răng là không còn à. Xuống chỗ mua đi. Ngậm mà kè mình nó có chịu ngậm không? Hỏi ngậm đấy có lỗ không? Ờ. Đúng còn ngồn vô nhét cho có lỗ á. Thì vô mình ướt không à. Đừng có lượm rác nữa là dơ Phúc ơi. Tôm cũng vậy. Đúng rồi. Ông bấm có tôm cũng vậy. Có nha. Qua nào thấy tôm thì người ta bạn. Chúc đi một khúc uống đi. Mẹ ơi. Sao chú gần chìm lỗ rồi. Mấy này sao uống rượu bia thấy dở là uống mấy lần cái lần mệt. Ai tình nắng. Phải chiều nay gì giờ đi chống chuyển mưa đi. Mưa đùng đùng vô tới đi. Ông mượn cho bác hậu ha. Nhìn xa cho bác hậu bộ. Để ông gâu vậy, hổn bộ. 78 mới được. 78 mới xin đi được. Đáp chín rồi. Ông này đợi đi ông không có gặp. Nó dạy vậy đâu, ông ấy ông cứng hơn mình nữa. Mình nói ta ở đó mới được, không đi được. Lục. Mà lần đầu quá. Cậu không giết cái thòng vậy? Hả? Không nữa chạy đó. Chạy đẹp quá. Cậu nhân viên đẹp quá. Chưa giờ luôn á. Nửa gà hùng và đã lắm, làm cái bánh vậy. Do à.
Nghe bỏ ổng nha. Quên. Lâu lâu 15 5 phút ông ăn cục đấy ông bỏ cục khác vô. Bánh là gì? Đủ cát nãy giờ không đóng cửa lại mà. Cái vụ gì? Chó gà vô gì? Quá là tôi nhốt gà đâu có vô không có được. Chó đó. Ừ, hai là cha muốn gọi tao. Đi tiệt không? Ủa tử rồi. Cái này là mới 100 mấy ngàn một ký rồi. Sáng mẹ ba đưa. Một cái mẹ mới mang về 1,5 kg rồi 100 mấy ngàn ký. Cái nhiều. Trời ơi mắc ghê. Đùi á, thịt ăn ngon. Đùi thì mình chấm đồ này. Đùi thì 13 đó. Còn heo mà mua 1 ký vịt mua được 3 ký à. Con nạc cổ phải không? Nạc cổ với cũng có miếng mỡ nạc. Nó cái bên nọng á, nọng thì 90, còn nạc cổ thì 101. Ngày hôm qua mấy ông này nậu nhậu thịt chó, mình nậu nhậu rượu với khô không à. Nậu thâu rượu nó tối về biểu vợ điện nó em ghé siêu thị em mua giùm anh nửa cái thịt, nửa cái thịt về đậu xuống nhà ông bà hái la mờ. Gì vậy? Nước mắm tôi chấm tôi cuốn ăn rồi. Nghĩ là ăn gì cày á. Ăn đã lắm quê. Ừ lắm ơi thơm. Nói vô thằng Tài á. Tôi ở quê tôi nó ăn mấy thịt luộc rồi chứ ăn đám mơ không được mà. Đâu sao đâu, ngon mà. Thôi dễ chơi vậy thôi. Khỉnh heo quá luộc á. Heo luộc á. Nướng đúng rồi, ba chỉ thấy ngon nha, ông luộc nạc này không ngon, tôi phải mở nửa nạc mới mở à. Thì đúng rồi, phải hai thứ mà. Trời ơi, ba chỉ nạc không là tôi không về tôi ăn. Nếu như ông kho thịt cứng với mở với nạc không là tôi lấy mở tôi ăn, không nhưng bao giờ tôi ăn nạc. Nạc ăn khó ăn. Như mua nọng ba chỉ cái tàu mà đang mà đã. Vừa mở vừa phải làm, mà. Làm xong mới dưới chưa dưới xong không mà lên đây cán này nữa nè. Cán cái đường đi ra đó nè. Cán lỗ này nữa nè. Ừ, ra chút nha. Ừ, cái lỗ này nữa nè. Được đập cái đập tăng cấp đó nè, cái bả đầu đầu hai hai tăng cấp này thẳng dưới luôn này. Mệt. Thôi, ôi đi gọi bà. Trời ơi. Hả? Bây giờ. Nó chạy nhỏ nhỏ nhỏ. Nó là tử sáng không do không ăn thịt, sáng ăn cơm no là uống, sáng mà bao tử mà để không có đồ ở bù chua rồi sao bao tử chắc à. Ừ. Phải ăn hả, phải ăn như sao bữa sáng mua nào nhậu quá vậy bù tử hành nó ốm chứ mình ăn có nào không nổ cũng ráng ăn luôn. Ăn vô rồi hết à, không nó miếng cháy luôn á. Ừ. Không là mình ấy nó lạc cái miệng nó ói hoài, mình thấy gì cũng ói à. Tôi biết rồi. Tức là mình nhậu nhiều mình bị tử chắc. Tại vì nhiều không ăn, nhiều người ta ăn nước mà mình ăn không được cái bị dễ. Ở lên rồi. Bữa mấy ông nội làm chó mình đâu ở không? Thôi về cha. À, ông chó là có tiền. Mình có tiền hả? Tôi có đâu? Ủa, nghe ông bên ai đó. Thấy rồi, ông nói giỡn với bác ba. Anh kìa. Sợ bác ba lên này kia thôi, chứ có tiền đâu, em cho anh. Không, cái này kia tính làm cho bự á. Sao không nhà làm cho bự á. Bữa nửa cái nó chơi, bữa cũng làm à. Không, cởi cái này ngon à. Ủa, bữa cho em mười mấy ký không? Tôi chột mắt mày quá. Do tôi vậy đó. Thôi hoài đủ mẹ đó, giờ mày không ăn mày đừng rồi bớt ăn đi hoài.
chó tội chết luôn. Ăn không? Không ăn. Bữa đưa cho ông đường chó mình làm vốn quan việc làm xong rồi đưa cho ông hai cái đùi con làm bánh á, con làm bánh đâu chưa ai đụng đó, nghe nói mặn bên Úc Mì lên cho đưa hai là hai đùi không phải dạy chó ổng mà phải đưa cho ông hai cái đùi chứ cho ông quan này làm chứ. Em gì nghe mát nhân bây giờ chiên nước mắm nhậu rồi cho nghe qua chiên đậu bắp với cái gì đậu bắp cái gì nữa đậu bắp cái gì cái cộng dài dài này của người ta đậu bún nữa đúng rồi chiên nước mắm á thì đúng rồi chứ không chiên nước mắm ông chắc mầm mầm hết không mà chiên đi chiên cho nó ngon giòn cái em ông ơi là làm mắm tỏi. Xả với mắm mắm chấm ông ba là làm lạc keo ấy là chiên cái đó nguyên cái đùi bự chát mấy cha làm luôn mà hôm nay không tôi thấy mình chạy không dám dám động luôn tôi chuyện qua mấy ông nhậu đấy mình nhậu cá khô mấy ly rồi xong mình về nếu mình vợ mua nửa cái thịt vô cái thịt mua cái thịt về luộc rồi chấm cho rồi nếu có một tổ canh chua nhậu cũng đỡ đi nhậu không có gì hết nhậu hư bao tử nhậu phải ăn mang rồi không có tử hơi liền ít dần nó ít luôn á cũng ít lòng quá hát lâu dài tại ít đồng không gì đó nó được ăn đi không bữa nào mình bị đo nước ra ngoài sông em thấy dạo này thấy nước có lý rồi khi cái chừng nước vậy 15 tay nó mở đập tâm kỳ nha mở về muộn quá muộn rồi mở là mở cái đập của mình đây nè nó mở về muộn rồi lại không phải nè tổng có nước ngọt cái chảy gì đây cho mình chứ không có gì 30 chả mấy chục con đi vừa đó chút xíu vừa về trồng cái gì ừ nó ngoài mượn xe quá xe là đẩy hả đẩy rồi chạy gì đẩy ừ dành người đẩy rồi dở chết đó đi cũng phải tan buổi chợ mới đi được trời ơi đi cái tour với đầu đi sáng nội mít rồi có bao nhiêu đâu mà dừa trái dừa về trồng ha có 50 cây tái nhiêu chứ hầu giờ có vườn trồng gì hầu riêng hả ờ hết nằm sầu riêng này chết hả chết rồi cái tình trạng không ổn mà trồng về trồng người ta vườn tôi ta tỉnh không teo chết sạch đó chết nó kìa những gì vườn ở đây là của ông nằm thế nào hả những gì ở đây sầu riêng là được bán này ngon rồi đó nên có nước á sầu riêng con nằm thấy không thấy chết chấp rồi đó tội thì nào cũng mua nuôi mua cái nuôi nước tưới không Tiền Giang Tiền Giang Vĩnh Long Bến Tre thấy không cây sinh trành đó nhờ trái cây đồ mà đổ mấy kiểu đây chết cái hai nó còn sữa chiên mát được dù che mát Tiền Giang Bến Tre Vĩnh Long mà nhờ trái cây mà được cái đây rồi làm cái đây chết à kéo dài vậy cũng te tua không giờ chứ gì đâu mà hỏi đúng rồi về còn nó dài vậy dài này em đã má còn hút rồi anh đâu có nổi không tại nổi nhét cái việc rồi nhét lạnh đây còn đây nữa không này gì rồi thôi ông nậu làm kỳ quá lỗi mẹ luôn kỳ quá bao chuyện cho mưa nãy giờ ngủ mẹ uống cái ly nghỉ mẹ thế à lạnh lạnh uống hết bỏ nữa ai uống nổi có lạnh này cái gì đâu hiện tủ đa mát mình bình thường cái vừa là có nữa nè qua wow, kia chọt hai ổ đó hai con chạy đó cái vừa tên nó có nè cái vừa này có nồng quá là chuột luôn á sao không nó bởi lên vậy ai vượt qua ổng này à bụng mà cứ không xin không dễ nha rồi đậu ngoài đó chứ đầu đầy vừa vừa mới vô được luôn hả cái tao nó lụa mà không vô được giờ đưa cái bằng công bằng di bằng công nơ lái không vô nữa vô rồi chí hè với anh về kìa
Nấu nhanh nữa má. Ăn đi, trời ơi, mắm kho kìa. Ăn đi. Mà mình gục kèm không được luôn hay vậy? Được, ăn nãy giờ nha. Ôi. Dạ. Ở ghê trời. Ăn nhậu rồi, ăn màu ấy. Không nổi. Clip mình kết thúc đó nha. Cái nhà có xem clip đừng quên ủng hộ, đăng ký và share kênh nha. Cái gì bình luận dưới cho mình một like nha. Bye bye, chào cả nhà.